จะไม่ดื่มน้ำใดเมื่อไหร่Kỳ công trình nào làm đi trời, xong mà đi lúng nhiều, xong mà xe mà chạy được. Cái này là ăn nhậu rồi bỏ bê, rồi làm mẫu làm tả nè. Đường gì lúng gì rồi sao người ta đi đẩy đồ bán được, lúng bốn xe luôn. Trời ơi, lúng quá rồi, phải về lại mới được, về lại. Trời ơi, mấy ông này làm ăn kiểu này là chết rồi, đường quá lúng rồi. Đó, bà con coi đó nghe ha, làm ăn ẩu tả coi đường xá gì nè, kỳ cục vậy đó. Chưa dám trao lời anh quá nghèo,
đau nhiều. Nhớ nhung từng đêm anh ngủ ngon đi, tìm bao nỗi em về, mong đôi mặt xin bỏ em từ. Oh no. Đến khi gặp subscribe. Thank you. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn.